Alo, chào cả nhà. Cái xin xin làm video một chiếc mô tô nước Yamaha XL, model là XL800, 3 chỗ ngồi nha. Một chỗ tài xế và hai người khách ngồi sau. Cái dòng này đó là dòng 2 thì anh em có nhu cầu sắm để thư giãn cuối tuần thì hoặc là có kinh doanh du lịch khai thác thì những cái dòng này cũng rất là phù hợp. Đây là body form của em chiếc kia này. Đây là đuôi lái ha. Em xem nhé, rất là còn rất là sắc nét, đầy đủ rồi nhé. Đây là hai cái nút xả bên hông của Jixi. Đây là cái lường đẩy lường, cái sau là cái này là miếng nhôm. Thuyền còn rất là lành lặn nha, vỏ cũng khá là chuẩn nha. Đây là đổ xăng. Anh em có dùng xăng pha nhớt nhớt 2 thìa nhé. Cứ 30 lít xăng thì cho 1 lít nhớt vào, là trộn đều lên, tự điều chỉnh nhé. Đây là cái cốp, đây là cái khoang trước ha, có thể chữa áo rồi các phụ tùng. Hiểu, nó hít quá. Đây để đứng đựng các đồ phụ tùng. Còn đây là khoang máy nha. Khoang máy anh em xem nhé. Đây là cái yên sau. Đây là cốp chứa. Đây là dây để bơm xả nước. Sau khi một thời gian mình không có xài sử dụng thì dùng nước này để bơm vô nước motor và bảo dưỡng ha. Đây là cái ghế khoang chính. Đây là máy đây ha, động cơ. Anh em xem nhé. Rất là đẹp. Em này là 2 máy. Đây là lắc của em này, là MZ800XA. Cái dây này sẽ được cắm vào trong cái ngõ này để xả nước ha, khi mà mình bảo quản. Khi anh em mua mình sẽ hướng dẫn. Ok, cái những phụ tùng kèm theo máy ở đây. Đây là khoang cái hầm sâu của Jetski. Đây là bình điện, đây là thống ha, hệ thống của dàn hơi và bơm của Jetski còn khá là mới. Đây là hộp đựng dây chìa khóa ha. Chìa khóa sẽ được dắt vô trong cái tay lái này để đè lên ha. Đây là nút tắt và còn đây là nút đề. Ok, còn đây là dây, cần dây tới dây lui. Ok, chiếc xe rất là hoàn thiện ha. Ok, anh em có nhu cầu xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0903 070753 để sở hữu em này và cái xin sẽ test máy, giao cho anh em về sử dụng nhé. Và anh em có nhu cầu mua sắm để phục vụ kinh doanh bãi biển thì cái xin có nhiều dòng xe lắm, cả 2 thì và 4 thì nhé. Đây là dòng 650,
Yamaha. Nhìn nó hơi cũ nhưng mà anh em mua xong là có thể thay yên ha. Đây là vì hàng bãi mình không có trân trang lại. Và thay da thay nệm mới zin toàn bộ luôn nhé. Đây là 14 thìa. Ok. Cảm ơn quý anh em đã theo dõi. Giới thiệu thêm đây là một cái e. Khi mà hết xăng mình rút lên. Còn đây là khi chế độ chạy thì mình sẽ bật chế độ rest hoặc là on. Bây giờ off là tắt. Chúc em anh em một ngày vui vẻ. Anh em đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những cái những video thường niên của cây xin. Chúc anh em được dồi dào sức khỏe và đón Tết an lành. Xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo.